wishing on my enemy. I will never let them get the best of me. And I will never run out of my energy. And I will never stop. Chào mừng các bạn quay trở lại với trận thi đấu thứ 2 trong cuộc đối đầu giữa Thái Lan quay cả cùng với lại cả đội tuyển Hàn Quốc. Ở trong trận thi đấu thứ nhất thì có thể coi đó là show diễn dành cho các game thủ bên phía đội tuyển Hàn Quốc, nhất là anh chàng Hắc. Rồi, chúng ta đến với phần ban pick đầu tiên của trận đấu. Sẽ là những pha ban pick rồi. Sẽ lần lượt những cái lượt cấm rất là hot. Sẽ lượt cấm thẳng vào Omen cũng như là lữ bố của bên phía team Hàn Quốc. Từ hai chàng sẽ thể hiện hai cái vị tướng này nó quá kinh khủng ở trận đấu trước. Như vậy là cấm đi lưu bố, cấm đi Omen, cấm đi Violet. Nhưng vẫn còn hở ra đó, đó là The Flash dành cho Hux. Sẽ có rất nhiều những quân bài đứng giữa hot được hở ra. Arum lại một lần nữa cấm vào. Arum thì vẫn là một trong những cái hot pick, kể cả trong những cái trận đấu rank của server Việt Nam nữa. Đồng ý. Nhờ cái nội tại hồi máu của mình, những cái chiêu thức rất là khó chịu, có thể khắc chế những cái vị tướng có khả năng cơ động, dẫn bóng về như Flash, như là Murat. Rất khó chịu khi phải gặp, khi mà dính vào cái chiêu thức thú khốn của Arum. Và khi mà Arum đánh với những vị tướng đánh gần thì cực kỳ khó chịu. Và nếu như có thể Snowball đến từ Arum thì rừng của đối phương có thể sẽ không được ăn một con bùa nào cả. Ok, chúng ta có được lựa chọn đầu tiên của bên phía đội tuyển Thái Lan, đó là Timmy, một vị tướng trợ thủ cũng rất hay được sử dụng ở trong các trận đấu giải cũng như trận đấu rank. Một vị tướng khá là toàn diện, khả năng hồi sinh. Nhưng mất đi Timmy thì đội tuyển Hàn Quốc sẽ có được cho mình đó là Malok, một vị tướng cực kỳ khỏe. Có cho mình vị tướng Malok rồi. Nên lấy vị tướng Malok này thì sẽ bên phía Thái Lan Wildcard sẽ rất khó để biết được cái chiến thuật tiếp theo mà bên phía team Hàn Quốc chơi sẽ là gì. Khi mà ở trận đấu trước họ chơi một cái chiến thuật có rất nhiều vị tướng cơ động all-in áp sát đối phương, bắt lẻ từng đối tượng một. Nhưng ở trận đấu này họ chọn cho mình vị tướng Malok. Đồng ý. Rất khó hiểu. Ban pick thì chúng ta có thể nói thêm một chút, đó là về việc là ở trong giải thi đấu này thì có một luật, đó là về việc là đội thua sẽ được lựa chọn về cái việc là mình được ban pick hay là ban trước hay là ban sau. Và Thái Lan Wildcard là đội thua trong trận thi đấu vừa qua và họ quyết định vẫn tiếp tục là đội được ban pick và ban trước và pick trước ở trong trận thi đấu này. Kiss sẽ lựa chọn cho mình con bài gì ở trong lựa chọn tiếp theo, khi mà bên phía đối phương đang có cho mình đó là Joker cùng với lại cả Malok? Đó là hai lựa chọn ở lượt thi đấu lần game đầu tiên của bên phía Thái Lan Wildcard. Đồng ý. Tức là đang muốn là đánh thẳng vào những vị tướng thuận tay của đối phương, không cho bên phía của Thái Lan Wildcard có những vị tướng thuận tay. Rồi, có Ryoma, có Liliana, một trong những vị tướng pháp sư có thể nói là hot nhất thời điểm hiện tại ở khu vực đứng giữa. Kit đã đổi ngay cái phép bổ trợ của mình sang bộc phá. Liệu rằng anh ta có sử dụng luôn Ryoma hay không, hay là lại nhường cho Ryoma trong một vị trí đường đơn của mình, bởi vì Ryoma rõ ràng được biết đến là rất là đa dạng. Bên phía bên kia thì có sự xuất hiện của Zephyr. Zephyr đang là một vị tướng rất hot ở vị trí đi rừng, khi mà con bài này đang quá khó chịu ở trong cái vị trí mà vừa có thể gây sát thương lớn mà lại vừa có thể có được cái sức chống chịu rất là bền bỉ trong giao tranh. Vị tướng Zephyr này nó khá là hot, đặc biệt được chúng ta thấy cái sự nổi lên vị tướng này ở cái giải nội địa của khu vực Đài Bắc Trung Hoa, khi mà Nei cũng như những cái thành viên đi rừng của những cái đội tuyển hàng đầu ở khu vực Đài Bắc Trung Hoa đi, họ sử dụng vị tướng Zephyr này vô cùng thuần thục và nguy hiểm. Và chúng ta chưa thấy Rush thể hiện vị tướng này đúng không, và trong trận thi đấu này thì rất có thể chúng ta sẽ được nhìn thấy anh chàng đi rừng cũng có thể nói là rất nổi tiếng của bên phía server Hàn Quốc, đó là Rush thể hiện vị tướng này. Trong trận đấu này thì Hắc không dùng cho mình đó là The Flash nữa, mà anh ta sử dụng cho mình đó là Toonland. Có vẻ như là
đội tuyển của Hàn Quốc thì thi đấu rất đa dạng tướng, và đối với mỗi một cái đội hình nhất định thì họ sẽ có những con bài nhất định để có thể thi đấu nó thích ứng được với cái đội hình đó. Nếu như trong trận thi đấu trước đó thì đó là những cái họ chọn hai cánh trước đều là hai con bài có khả năng tác chiến độc lập, thì The Flash mang đến cho họ một cái sự cơ động và một cái sự bắt lẻ rất là khó chịu vào đối phương. Thì Tulane ở trong trận thi đấu này lại có cái sự gọi là một cái đam sát thương cực kỳ lớn ở thời điểm đầu trận, để kết hợp cùng với lại cả Malak cùng với lại cả Zephyr của mình để có được một cái thế trận xanh sao ngay từ thời điểm đầu trận chăng. Hoàn toàn đồng ý. Và bên phía Thái Lan, Wildcard đã khóa cho mình hai sự lựa chọn là Wonder Woman cũng như Lindis. Vẫn là Lindis đi rừng, vẫn là Lindis. Nhưng lần này đã có một số sự cải thiện nhất định ở khu vực đường giữa cũng như là khu vực đi đường. Và Kit chắc chắn sẽ vẫn là người đi rừng ở trận đấu này. Hy vọng là không có những cái pha thi đấu có thể nói là di chuyển mang tính chất hớ hênh của bên phía Thái Lan. Qua cả đấy chúng ta có thể biết rõ hơn về sức mạnh của đội tuyển Hàn Quốc. Đang có một con bài gì? Ngộ không? Đang có một con bài gì? Rất dị. Có đến 3 trên 5 vị tướng mà đã thuộc cái lựa chọn của bên phía Thái Lan Wildcard ở trận đấu trước. Có thể một màn counter thẳng ngược lại với cái đội hình trước đó của bên Thái Lan Wildcard chắc. Rất khó đoán để biết được Hàn Quốc có những cái bài đánh gì nữa đúng không, khi mà họ liên tiếp đưa ra những cái bài đánh mà kiểu như kiểu là không biết được rằng là họ sẽ lựa chọn là như thế nào. Max thì hợp lý hơn. Max hợp lý hơn. Cơ động, đẩy lẻ, sau đó sử dụng cái radar đạn đạo của mình để tiếp cận đến giao tranh tổng. Và đã là Max. Đây là một đội hình rất là hợp lý đến từ họ rồi, không có gì gọi là bất ngờ nữa cả. Người đi rừng Rush sẽ lựa chọn cho mình đó là vị tướng Zephyr. Đi đường đơn săn đó là Malok. Hack cầm cho mình đó là Tulane ở đường giữa. Như vậy là có một chút thay đổi chăng? Cầm chủ. Tôi đang chờ đợi một chút thay đổi nữa, đúng rồi. Và như vậy thì người chơi trợ thủ của họ Zizak sẽ cầm Joker. Như vậy thì hợp lý hơn. Và ở bên phía bên kia Thái Lan Wildcard thì Kit vẫn cầm cho mình đó là Lindis. Ở trong trận thi đấu này thì anh ta sẽ có được sự bảo kê của Timmy. Còn Romeo sẽ cầm cho mình đường đơn đó là Ryoma. Tao cầm cho mình đó là phép đổ trợ trừng phạt với con bài Wonder Woman. Đường giữa thì Drew. Có lẽ anh chàng này nên đánh cẩn trọng hơn ở trong trận thi đấu thứ hai này, bởi vì hai cái mạng hạ gục đầu tiên của anh ta trong trận thi đấu đầu tiên đã đẩy cho bên phía Thái Lan Wildcard mất đi rất nhiều lợi thế trong giao tranh. Cái sự thiếu tập trung của họ đã ảnh hưởng rất nhiều đến cái giai đoạn, đến cái kết cục của trận đấu. Đó là Rui, đó là KSA, những tình huống di chuyển khó hiểu, liên tục lên cao vào bụi để dần dần bị bắt lẻ và dẫn đến cái quả cầu tuyết nó lăn quá là lớn, không thể kiểm soát được. Và Kit không thể kiểm soát được tình hình, và khi mà Lindis không có được lợi thế thì anh chàng này cũng rất yếu ở thời điểm cuối trận. Chúng ta có được đó là trong trận thi đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa 2 thì đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa 2 cũng có một cái trận thi đấu đầu tiên rất khớp khi họ là một đội tuyển tập hợp bởi những cái đội tuyển lẻ. Nhưng sau đó thì đến những trận thi đấu thứ hai thì họ đã bắt được nhịp được trận đấu và đội tuyển của chúng ta đã gặp rất nhiều khó khăn. Rồi, đánh giá một phát vào người của Chaser. Những pha cấu rỉa. Đây. Đây là một pha setup không bị cướp gì của nhau. Lại Tao cướp. Đánh nhau với Sun. Ồ, cực kỳ hổ báo. Rất chiến thuật, rất chiến thuật. Đây, họ đã chủ động và cướp cả mùa xanh rồi. Romeo ở đây nhưng khó làm gì được không? Cố gắng cò quay để ăn được lại con bùa xanh này. Và con bùa xanh này nó thuộc về Earth. Không có gì bất ngờ ở đây. Ở phía bên này thì Thái Lan Wildcard cũng đổi con bùa xanh của mình. Và Kit cũng có được con bùa xanh của mình. Và đánh bùa thẳng mặt. Rồi, Hắc nội tại là rất nhiều bật cho mình cấp cứu nhưng vẫn phải lên bản. Lại là KSA. Họ liên tục lại đuổi vào Kit rồi. Rush muốn dí vào Kit luôn. Nhưng không, Kit đã kịp thoát về với những cái bụi của mình, nút tăng tốc chạy. Rush rất tỉnh táo. Đó là về việc mà anh ta anh ta cùng với đồng đội của mình có những cái chiến thuật nó mang tính chất gọi là toan tính rất nhiều. Đó là về việc anh ta ra giữa sông, sau đó lùi về một tí rồi sau đó mới sang phần rừng của bên phía đối phương, khiến cho đối phương không thể phòng ngự được con bùa của mình. Sau đó thì anh ta liên tiếp là đánh thẳng vào mặt của đối phương khi đối phương quá tham để có thể cướp ngược lại những gì mà bên phía đội tuyển Hàn Quốc đã làm được. Và khi mà cướp được ngược lại như thế thì bạn muộn hơn đối phương và bạn đã phải trả giá bằng mạng hạ gục của TB. Đây, Rui ở giữa đây, có cả Jack, cả Hack ở đây. Các thành viên Thái Lan Wildcard và Hàn Quốc đều ở đây. Có 3 người đánh 2. KSA lại chủ động lao lên. Rồi. Vẫn là những cái pha di chuyển nó hơi khó hiểu bên phía người đi trợ thủ của bên phía Thái Lan Wildcard. Rush ở đây rồi. Hack ở đây, Rush ở đây, không kích vào người KSA. Có Hack ở đây. Rồi, và lần nữa KSA lại phải lên bảng điểm số. Và trận thi đấu này thậm chí còn snowball nhanh hơn so với trận thi đấu đầu tiên, khi ngay ở phút thứ 2 của trận đấu bên phía của
đội tuyển Hàn Quốc đã dẫn đối phương đến 1.000 tiền. Và sau con rơi này thì có lẽ là 1.200 tiền. Họ đang lợi dụng và cái điểm yếu về mặt tinh thần của BVKS hay chăng khi mà liên tục có những màn hạ gục khó hiểu. Và Rui bất ngờ phải lên bảng đếm số, một pha solo kill mẫu mực. Và tiếp tục đó là một cờ đỏ. Sao? Làm gì đây? Không biết làm gì bây giờ, KSA đến không để làm gì cả. Có cả Kit ở đây, luyện ngục để bắt vào lượt Kit ở đây. Rồi, săn lao đến phi thả vào người Kit, tục phá vào. Kit đã phải lên bảng đếm số. Và sâu diễn lại thuộc về Hắc đúng không? Anh chàng đi đường giữa này liên tiếp tỏa sáng. Dù đó là Flash hay là Tulen thì anh chàng này vẫn đang tỏa sáng rất mạnh mẽ. Ở thời điểm hiện tại đã có 4 mạng hạ gục dành cho người trên đường giữa của bên phía đội tuyển Hàn Quốc. Và con rồng tiếp theo cũng dành cho họ trận đấu này, thậm chí còn hoàn hảo hơn trận chiến đấu đầu tiên. Họ có được cho mình đó là sau con rồng này là 3.000 tiền chênh lệch so với đối phương, rất kinh khủng. Qua trận đấu này ta còn nhìn thấy rõ hơn những cái nhược điểm bên phía Thái Lan. Ngoài cảng họ chính xác là không biết cách giành lại cái lợi thế của mình sau khi để bị bất lợi quá nhiều giai đoạn đấu trận. KSA lại có một pha di chuyển khó hiểu đây, Hắc ở đây dí vào người KSA nhưng Kit và Rui cũng ở đây để cứu KSA. Đã không có màn hạ gục nào ở đây và anh ấy rút về thành công. Nhưng đó là một pha di chuyển rất tỉnh táo của Hắc đúng không? Ngay sau khi nhìn thấy hai người của đối phương tiến đến thì anh ta không tha mạng và anh ta lùi về thành công, bởi vì anh ta hiện tại đang có 4 mạng rất xanh xao. Rồi, Rush ở đây. Đó. Lôi điểu hạ gục được Rui và điểm hạ gục truyền thuyết dành cho người đi đường giữa của bên phía của Hàn Quốc. Quá cơ động và gọi là bây giờ hiện tại thì Hắc đang gọi là độc lập tác chiến. Với quả bài Tulen, anh ta hoàn toàn có thể kết thúc đối phương bằng một mình anh ta chứ không cần có sự trợ giúp của Joker. Sun sau khi chặn lính đã phải bỏ mạng rồi. Romeo đã hạ gục được Sun. Có lẽ lỗi một phần đến từ Zizak. Khi Zizak đã bỏ mặc Sun ở trong pha thi đấu đó, tôi để ý thấy là Sun và Zizak đang đi cùng nhau thì Zizak lại lùi về và khiến cho Sun đang gặp quá nhiều bất lợi. Mặc dù là đã sử dụng ngay cái radar đạo ngay thời điểm anh ta gặp bất lợi nhưng mà cũng không kịp. Vừa ban đấy họ đã muốn bắt vào Romeo và giành được cái trụ đấy vì Sun đã xuống để chặn lính rồi. Đồng ý. Rồi, ba thành viên thì team Hàn Quốc đã tước ra phía đường giữa. Họ sẽ dình vào Drui ở đây. Nhưng Drui đi kéo cái SA. Đây, sẽ có một tình huống bắt vào đây. Rồi, phải tốc biến để bỏ chạy. Rất run và rất cong. Đấy là pha tốc biến không cần thiết. Không kích vào người của SA rồi. Cái SA sẽ phải nằm xuống. Có pháp trận thần kỳ được bật lên và sẽ hồi sinh. Đúng, sẽ hồi sinh. Nhưng luyện ngục của Chaser ở đây giáp tay thần kỳ không giải quyết được gì cả. Và cái SA vẫn phải lên bản đếm số. Tốc kích quá hoàn hảo đến từ Rush. Không chỉ có người chơi đường giữa của bên phía đội tuyển Hàn Quốc đang thi đấu tốt mà người chơi đi rừng của họ cũng đang thể hiện một phong độ vượt trội so với Kit của bên phía Thái Lan. Còn lượng đồ của trợ thủ bên phía Thái Lan ngoài cảng là không nhiều, có mỗi cho mình cái dây chuyền ma thuật thôi. Đã phải nằm được 4 lần rồi. Rồi các thành viên cũng ở đây. Nhất đau Romeo buộc phải chạy về. Sát thương của Tulen quá này. Không hiểu Hắc lấy đâu ra một người sát thương khủng khiếp đến như vậy và dường như sẽ không có một pha đánh vào của Sun. Có lẽ anh ta đang muốn đối phương không ra đép trụ trong tình huống này và anh ta có được mục tiêu là cái trụ ở khu vực đường kinh công. Rồi, Drui ở đây. Tâm lý, vấn đề tâm lý có thể hiện hữu rõ trong phong chơi của bên phía Thái Lan. Quay cả cảm giác không biết đi đâu về đâu nữa. Không biết đi đâu về đâu nữa, họ rất lúng túng rồi. Không thể nào biết được cái lối di chuyển tiếp theo của team Hàn Quốc sẽ là gì. Rồi, trợ thủ của bên phía Thái Lan quay cả một lần nữa bốc hơi nhanh chóng. Không kịp dùng cả cái pháp trận thần kỳ, pháp trận thần kỳ trong tình huống vừa rồi. Hắc đánh quá hay ở khu vực giữa. Đây một trận đấu có thể nói là quá hoàn hảo hơn quá nhiều so với cả game đấu đầu tiên. Và con rồng tiếp theo dành cho bên phía team Hàn Quốc. Quả cầu tuyết đang dâng lên quá nhiều, khoảng cách cái lượng tiền đang là gần 5.000 tiền. Sẽ rất khó cho bên phía Thái Lan ngoài cả có thể lật được trong trận đấu này. Một người đánh snowball gọi là hoàn toàn ép về đối phương của bên phía đội tuyển Hàn Quốc. Chaser quá trâu, luyện cục thẳng vào bên trong, hất tung được cả tao. Rồi, Rush ở đây, bật cho mình cái cấp cứu bên phía là bên phía Hàn Quốc. Rush ở đây, Rush rồi. Bật cho mình cái phát trận thần kỳ rồi, nhưng làm gì đây? KSA hồi sinh được cả tao và sẽ là một pha combat lỗi cũng như là rất là lỗ bên phía team Hàn Quốc. Không lỗ so với bên phía khu vực Hàn Quốc, họ chưa mất đi một thành viên nào cả. Họ lấy được cái trụ ở bên đường trên và họ vẫn có lợi thế hoàn toàn về mặt kiểm soát bản đồ. Nếu như pha thi đấu đó là một pha thi đấu mà Hắc dùng tốt cái chiêu một của mình ở tình huống sau thì có thể họ sẽ có thêm những mạng hạ gục cơ. Rồi, một lần nữa Timmy phải lên bảng. Không có gì bất ngờ trong trận đấu này cả. Người team trợ thủ của bên phía team Thái Lan Wildcard liên tục lên bảng điểm số và bị hạ gục. Và kịch bản thì giống hệt như trận thi đấu đầu tiên khi Hắc vẫn là ngôi sao sáng nhất ở trong trận thi đấu này. Kit đang là hy vọng duy nhất của bên Thái Lan Wildcard. Rất thầm lặng
thầm lặng farm, thầm lặng lấy những cái lợi thế với những cái màn điểm hạ gục của mình. Có 3.000 tiền rồi, nhưng sự tiền nó còn không bằng người chơi trợ thủ bên phía team Hàn Quốc, đó chính là Chaser với 3.500 tiền. Chính xác thì người chơi trợ thủ của bên phía Hàn Quốc là Zizak, anh ta có 2.800 tiền, nhưng đó cũng là gần bằng so với thành viên đứng đầu của bên phía Thái Lan Quốc Cảm. Và nên nhìn vào lượng tiền của Tulane để thấy được cái sự chênh lệch của hai đội tuyển, đó là 5.300 tiền cho Tulane ở thời điểm hiện tại. Lấy cửa gì để bật ở trong trận thi đấu này dành cho Thái Lan Quốc Cảm đây? Gần như không có cửa, thậm chí còn hết cửa sớm hơn so với trận thi đấu thứ nhất. Họ chia ra đẩy vào ba đường, đẩy lính lên rất cao, săn rất khó chịu, liên tục đẩy lính ở sau đó rồi dùng ra đạo đạn tiếp cận vào đồ con bát. Wow, sấp cơ bắn cũng đau cơ, chứ không chỉ có một mình Hux. Rồi cái trụ thứ hai của khu vực đường giữa đã nổ. Cái tên này ai chơi? Trên lệch lượng tiền là quá lớn, cả về lượng trang bị thôi. Họ phải làm gì đây? Dần dần từng cái trụ phải nằm xuống. Và tiếp theo là cái trụ thứ hai của khu vực đường rồng cũng đã bốc hơi. Cảm giác như các tuyển thủ bên phía Hàn Quốc họ lập trình sẵn được cái bước di chuyển của họ rồi, rằng họ sẽ phải làm gì và sau đó thì họ sẽ ra làm gì tiếp theo. Gần như không có khoảng thời gian chết mà chúng ta nhìn thấy ở các thành viên bên phía đội tuyển Hàn Quốc. Một sức sát thương khủng khiếp ở trong giao tranh đã đành, nhưng cái bước di chuyển của họ lại càng làm chúng ta bất ngờ hơn khi họ di chuyển nhìn thì lạ nhưng cực kỳ hiệu quả. Đây, lại một pha xử lý khó hiểu của KSA khi lại đi hớ hênh vào khang kinh công. Bất cho mình cái phát trận thần kỳ rồi nhưng chắc chắn vẫn phải lên bảng điểm số. Một cái quỷ kiếm và KSA bất ngờ lên bảng điểm số luôn. Quá lực. Rồi. Bây giờ tiên tiến Thái Lan White Card đang co cụm lại để bảo vệ ba cái trụ bậc thềm của mình. Bây giờ là họ sẽ khởi động con kinh công. 8.000 tiền. Và sau con kinh công thì có lẽ là thế trận sẽ lên đến tầm khoảng 10.000 tiền. Và với 10.000 tiền đó thì lấy gì để vận hưởng lại được cái thế trận? Nó không có một cái cửa bật nào dành cho đối phương cả. Họ đánh như thể chỉ cho một mình họ chơi game vậy, không cho ai chơi game nữa cả. Quá khó chịu. Rồi, không gì bất ngờ, con kinh công dành cho bên phía tuyển Hàn Quốc. Họ sẽ có 1 phút 30 giây để có thể kết thúc trận đấu. Tôi nghĩ là kết thúc luôn được cả trận đấu. Người thủ đường duy nhất của họ sẽ là Matt thôi, khi anh ta liên tiếp có thể bay được đến người đối phương. Và có lẽ là họ muốn đánh ở trong tình huống này. Đánh rồi, ép đánh rồi. Rồi, ở đây bọc đầu vào rồi, Rux lao vào không kích, trượt rồi, Rui phải bỏ chạy. Tuy nhiên Tao bị giữ lại và cho mình Zack thấy kỳ không giải quyết được gì cả, bị giữ chân quá nhiều. Trong khi đó thì Zack đã hạ gục được cả Kit. Có lẽ phút thứ 10 trận thi đấu sẽ kết thúc ngay sau đây khi đợt quái tiếp theo ở đường giữa đẩy lên. Vẫn còn nguyên 5 thành viên đầy máu của bên phía đội tuyển Hàn Quốc, và trong khi đó Thái Lan quân cả đã mất đi 2 thành viên. Rồi, Tulane vẫn hổ báo lao thẳng vào giữa luyện gục ở đây, ép giao tranh, họ sẽ kết thúc trận đấu này. Rui bông hơi ngay lập tức, không kịp làm gì cả. Rồi, Hắc lao thẳng ở bên trong trụ luôn, chấp cả đám trụ. Rồi, bật cho mình phát trận thời kỳ làm gì đây, đứng nhìn trụ nổ chứ làm gì nữa. Trận đấu sẽ kết thúc ở đây và chiến thắng dành cho những tuyển thủ đến từ đội tuyển Hàn Quốc. Hủy diệt, không có động tác thừa và quá nhanh, quá nguy hiểm đến từ đội tuyển Hàn Quốc. Một trận thi đấu mà chúng ta có thể thấy rất rõ ràng là họ chỉ như đi dạo chơi mà thôi, cũng đã có thể thấy được 2 trận thắng nhanh chóng với Thái Lan White Card. Và thực sự Hàn Quốc xứng đáng là một trong những ứng cử viên số 1 cho chức vô địch ở thời điểm hiện tại. Chúng ta chưa thực thấy dây team của bên phía Đài Bắc Trung Hoa một thi đấu, nhưng với cái lối đánh, cái tinh thần đánh và cái sức sát thương khủng khiếp đến như vậy đến từ đội tuyển Hàn Quốc thì không có gì có thể nghi ngờ được rằng họ là một trong những ứng cử viên xuất sắc nhất trong vô địch. Sau màn ra quân rất là thành công và thuyết phục ngày hôm nay, thuyết phục thì tất cả chúng ta đều phải tin rằng Hàn Quốc đã thực sự là một thế lực quá là mạnh rồi. Họ lại có quá tiến bộ so với khoảng thời gian là nửa năm trước, so khi mà ở đối đầu với chúng ta tại Hàn Quốc, sân nhà của họ. Thất bại tại sân nhà có lẽ là cái động lực quá lớn dành cho đội tuyển Hàn Quốc ở trong cái giải thi đấu này, và họ đã chứng minh được quá nhiều điều trong trận thi đấu này. Chúng ta sẽ cùng đến với gọi là những cái giao lưu cuối trận, và sau đó là đến với những cái thông số ở trong trận thi đấu thứ hai này. Và chắc là cũng sẽ không có gì bất ngờ khi Hắc vẫn tiếp tục là người tỏa sáng mạnh mẽ nhất. Thậm chí ở trong trận thi đấu này thì tôi nghĩ rằng cái mức sát thương của anh ta còn lớn hơn cái mức 42% của trận đấu trước, có thể lên đến một nửa lượng sát thương chăng. Chúng ta cùng xem những thông số của trận đấu này. 8 màn hạ gục, 7.900 tiền. Rất thuyết phục. Không phải nằm xuống một lần nào cả, sát thương là nhiều nhất. Trước là 707, nhưng trận trước thì kéo dài hơn rất nhiều so với trận thi đấu này. Ở trận này thì là 805, cả hai trận thi đấu.
và họ bắt được cái điểm yếu chính là người đi trợ thủ ở bên Thái Lan Wanka. 0-7. 0-7. Không gì khác biệt so với anh ấy cầm Oma ở game đấu trước. Thậm chí Timmy có phát trận thần kỳ mới là 0-7. Chứ còn nếu như không có phát trận thần kỳ trong tay thì không biết rằng anh chàng này sẽ còn chết bao nhiêu mạng nữa. Rồi, 88.000, sát thương quá kinh khủng. Không phải dự đoán. Cái tỷ lệ tham gia giao tranh vẫn là nhiều nhất, gần như tất cả giao tranh đều có sự xuất hiện của người chơi đường giữa bên phía team Hàn Quốc với 92.9%. Và cái sức sát thương của anh ta thì đúng là không ngoài dự đoán khi anh ta chiếm đến 47% lượng sát thương của toàn đội, cao hơn cả cái trận thi đấu trước đó anh ta cầm con bài đó là The Flash. The Flash của anh ta gây được khoảng 43% sát thương, còn trận này là 47% sát thương. Quá khủng khiếp và quá nhanh đến từ người chơi đường giữa của bên phía đội tuyển Hàn Quốc. Có lẽ là cấm vào anh ta thì bây giờ cũng không biết nên cấm vào con bài nào. Ở trận sau match chúng ta thấy anh ấy cầm Natalia rồi. Rất kinh khủng, cánh lật kèo luôn. Như mặc vậy, dù đấy chỉ là một trận thi đấu giao lưu thôi, nhưng chúng ta thấy được cái kỹ năng cá nhân của Hắc nó quá là kinh khủng. Muốn giảm bớt sức mạnh của anh ta thì có lẽ là nên giảm bớt sức mạnh vào cái hướng di chuyển của anh ta, bởi vì rõ ràng trong những trận thi đấu vừa qua chúng ta nhìn thấy anh ta di chuyển theo một cái cách gọi là rất hổ báo và di chuyển một mình, không nhờ vào cái vị trợ thủ của mình. Nhưng anh ta vẫn thành công. Thì nếu như có những cái sự bắt bài vào anh ta, nên là bắt bài vào bằng cả một cái tập thể để có thể bắt bài vào một cá nhân anh ta. Chúng ta có thể thấy được ở trong trận thi đấu đầu tiên, nếu như cái pha thi đấu mà anh ta cầm flash đi vào rừng của đối phương mà bị nhiều thành viên của đối phương bắt lại thì có lẽ anh ta đã nằm xuống. Nhưng khi có quá ít thành viên thì không thể bắt được vào người chơi đường giữa của đội tuyển Hàn Quốc này. Thì thường là vị tướng Liana ấy, ở giai đoạn đầu trận có khả năng đi đường rất là tốt đến từ hai cái chiêu thức là hồ quan lực, hồ quan đạn của mình đi. Mặc dù bị giảm rất nhiều sức mạnh, giảm cái tầm phạm vi ra chiêu của mình. Tuy nhiên thì để mà nói về cái kèo đi đường ở giai đoạn đầu game ấy, thì Liana hoàn toàn để hơn Tulen, nhưng không. The Rui đã thể hiện một cái bộ mặt bạc nhược của mình. Đồng ý. Đã tức là hắc đè. Ít nhất là về cấp độ tinh thần, họ đã bị mất đi cái tinh thần rồi. Và chúng ta đã có được kết quả của trận thi đấu thứ hai giữa đội tuyển Hàn Quốc và đội tuyển Thái Lan Wanka. Và đội tuyển Hàn Quốc đã đè bẹp Thái Lan Wanka trong trận thi đấu thứ hai này với tỷ số 2-0 một cách rất chóng vánh. Chúng ta sẽ cùng đến với trận thi đấu tiếp theo ở trong ngày thi đấu hôm nay. Vẫn còn rất nhiều kèo thi đấu nữa và chúng ta sẽ trở lại sau ít phút nghỉ.